Chào mừng tất cả các em đến với bài số 3 trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 4 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài số 3 hôm nay của chúng ta đó là Unit 3. What day is it today? Tiêu đề bài của chúng ta có nghĩa là hôm nay là thứ mấy? Và như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần Lesson 1, Activity 1, Look, Listen and Repeat. Nhìn, nghe và nhắc lại. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau nghe đoạn hội thoại do người nước ngoài nói. Rồi sau đó mình sẽ cùng nhắc lại. Mình sẽ cùng nghe cô hướng dẫn cách để đọc các từ hoặc các câu ở đây. Rồi sau đó mình sẽ cùng luyện tập nghe và nhắc lại các em nhé. Các em đã sẵn sàng để lắng nghe chưa? Cô sẽ mở loa cái phần nghe của chúng ta lên nhé. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Hello, class. Hello, Miss Yen. B. What day is it today, class? It's Monday. C. Very good. And what do we have on Mondays? We have English. D. And when is the next English class? On Wednesday. No, it's on Tuesday. That's right, Mai. It's on Tuesday. Ok, các em đã sẵn sàng để chuyển sang phần lý thuyết mà cô hướng dẫn cách đọc cho các em chưa? Mình cùng bắt đầu nhé. Ok, các em hãy nhìn trên màn hình. Cô đã phiên âm những câu mà chúng ta cần phải lưu ý về phần phát âm rồi. Các em nhìn xem câu đầu tiên của mình nào. What day is it today, class? Câu của mình có what. Các em nhớ âm t bật ra cuối nhé. What day, day, a, day, is, it. Và nối âm thành is it, is it, today. Cái từ này các em đọc là t, day. Âm t, t, d, a, day, today, today, today. Được không? Chứ các em không đọc từ này là today các em nhé, hoặc là today. Chúng ta đọc là today, today. Và từ cuối cùng, class, class, class là lớp học, đúng không nào? Cả câu của mình ở đây muốn hỏi là hôm nay là thứ mấy? Là lớp, được không các em? Và các em nhớ cái phần mà cô đã in màu đỏ nối âm is it, is it, is it. What day is it today, class? Được chưa? Các em nhớ nhá. Và câu trả lời it's Monday. It's Monday. À, chúng ta có từ it's có kết thúc và có chữ s. Các em đừng quên Monday, trọng âm là từ man, nên chúng ta sẽ đọc cao hơn một chút, được không nào? It's Monday. Hôm nay là thứ hai. Và cái câu mà chúng ta hỏi đó là what day is it today? Cũng là một câu được hỏi rất thường xuyên khi mà chúng ta muốn hỏi về thứ ở trong tuần, được không? Và câu trả lời it's cộng với thứ thì sẽ là một mẫu câu mà chúng ta sẽ được luyện tập ở trong phần 2 của Unit 3 này. Các em chú ý nhé. Cô có một lưu ý với các em nữa, đó là đối với tiếng Anh thì cứ đến thứ thì chúng ta sẽ viết hoa các em nhé. Ví dụ ở đây có từ Monday thì chúng ta viết hoa chữ chữ M đấy ạ. Chữ M trong tiếng Anh. Được chưa nào? M chúng ta viết hoa. It's Monday. Được chưa? Nhớ viết hoa chữ cái đầu câu. Cô xin lỗi, chữ cái thể hiện thứ của tuần các em nhé. Ok. Vậy là mình đã tìm hiểu xong hai câu đầu tiên. Bây giờ sẽ là đến những câu ở trong phần C, đoạn hội thoại C của chúng ta. Đầu tiên, very good, very good. Câu này có nghĩa là rất tốt. Từ này chúng ta sẽ đọc như sau. Very, very, very. Nhớ đọc từ V cao hơn nhé. Very, very, very good. Kế đi từ good, các em nhớ đọc cho cô âm D ở cuối nhé. D. Còn nhớ cách đọc âm D, cô đã hướng dẫn trước đây không? Đầu lưỡi của chúng ta đặt ở chân của hàm răng trên và bật hơi ra.
Trong khi đó thì d cổ chúng ta sẽ rung đúng không nào? D. Good. Good. Từ này đọc rất dứt khoát chứ chúng ta không đọc không đọc nhanh. À, cô xin lỗi là không đọc dài nhé. Nhiều bạn đọc nó là good. Không phải là good đâu các em, đó là good. Good. Âm g g g nó ở trong cổ mình nó rung này. Được không? Good. Good. Very good. Very good. Very good. Được chưa nào? Thật tốt. Câu tiếp theo, cô giáo muốn hỏi về việc là chúng ta sẽ học gì vào mỗi thứ hai. Thì cô sẽ hỏi là What do we have on Mondays? What do we have on Mondays? Chúng ta chú ý này. Trong câu này, chúng ta có phần nối âm. Chúng ta có thể nối đó là từ have, có âm v kết thúc ở cuối, và âm on. Thì chúng ta sẽ nối âm v và on ở đằng sau thành have on. Have on. Đấy là khi chúng ta đọc nhanh nhé. What do we have on Mondays? Được chưa nào? What do we have on Mondays? À, thêm một từ nữa đó là từ Mondays. Mondays. Cái từ Mondays ở đây nó có thêm từ S ở bên trên, cho nên chúng ta sẽ đọc thêm Z. Mondays. Mondays. Được chưa? Cái từ on Mondays có nghĩa là mỗi thứ hai. Các em chú ý nhé. Từ on cộng với Mondays hay là cộng với một thứ nào đấy khác mà chúng ta có thêm cái chữ S, tức là thể hiện số nhiều ở đằng sau, thì tức là ý là thể hiện vào là mỗi thứ hai. Thế còn nếu chỉ hỏi là on Monday thì tức là vào thứ hai, tức là vào một ngày thứ hai trong tuần thôi. Được không nào? Đó. Chúng ta sẽ học môn gì vào mỗi thứ hai? Các em thấy người ta trả lời như thế nào? We have English. Đây là cô đọc từng từ một. Còn nếu đọc nhanh chúng ta sẽ đọc này. We have English. We have English. Được không nào? We have. Âm v ở cuối nhá. Have. Have. Và English thì có âm sh. Các em chú ý âm sh đọc rất mạnh và chu môi ra để đọc. Sh. Giống như chúng ta đang yêu cầu người khác trật tự vậy. Sh. English. Đúng không nào? V in thành ving. Vinglish. Have English. Have English. We have English. We have English. Được chưa? Chúng ta học tiếng Anh. Được chưa nào? Trong phần D của chúng ta sẽ phải lưu ý câu hỏi. When is the next English class? À, câu hỏi này có nghĩa là tiết tiếng Anh tiếp theo của chúng ta vào thứ mấy, đúng không nào? À, từ when có nghĩa là hỏi khi nào. Khi nào, được không? Còn từ next, next có nghĩa là tiếp theo. English class tức là lớp học tiếng Anh hoặc là tiết học tiếng Anh của chúng ta. Đó, ghép vào cả câu chúng ta có phải, chúng ta phải lưu ý một chút về phần nối âm. When is ở đâu? When và is thành when is. When is. When is the next English class? Đó là chúng ta đọc chậm. Còn khi chúng ta đọc nhanh, when is the next English class? Có từ next kết thúc bằng âm t. Các em chú ý có âm st ở cuối nhé. Next. Next. Xong rồi kết thúc âm t thì chúng ta có thể nối âm với âm ing ở đằng sau thành tinglish. Được không? Tinglish. When is the next English class? Nhanh nhé. Khi đọc nhanh chúng ta có thể phát âm như vậy. Còn nếu mà không đọc nhanh được thì chúng ta cứ đọc từng từ một. When is the next English class? Được chưa nào? Và câu trả lời cho câu đó, một bạn nam đã trả lời đó là on Wednesday. On Wednesday. On, các em biết rồi. Và Wednesday đó là thứ tư. Đó, bạn ấy nói là tiếp tiếng Anh tiếp theo đó là vào thứ tư. Đúng chưa? Thế nhưng có phải vào thứ tư hay không? Em hãy chú ý xem. Phần một bạn nữ trả lời lại là no. It's on Tuesday. It's on Tuesday. Chúng ta nối âm nhá. Chúng ta nối âm từ it's có âm s. Chúng ta sẽ nối với âm on ở đằng sau thành it's on. It's on. Ôi xin lỗi. It's on
Tuesday, Tuesday, Tuesday có nghĩa là thứ ba. Nhớ âm ở giữa các em nhé. Tuesday, Tuesday. No, it's on Tuesday. Được chưa? Không, vào thứ ba. Và cô giáo đã trả lời lại là, cô Hiền trả lời lại là that's right, that's right. Các em chú ý từ that's. À, cái từ chú ý từ that's có âm kết thúc ở cuối nhá. That's right, right có âm t kết thúc ở từ right. That's right. Được chưa? Đúng vậy. Cô giáo khẳng định lại cái câu trả lời là vào thứ ba là đúng, đúng không? That's right. That's right. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần phát âm rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau quay trở lại bài tập của mình nhé. Bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe từng câu và nhắc lại các em nhé. Nào, câu đầu tiên nào. A. Hello class. Hello class. Hello class. Các em chỉ cần chú ý âm s ở cuối thôi. Hello class. Các em nào. Ok. Câu số 2. Hello Miss Hien. Hello Miss Hien. Hello Miss Hien. Được chưa nào? Hello Miss Hien. Rất dễ đúng không các em? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần B. Xem những câu của chúng ta là những câu gì nhé. B. What day is it today, class? What day is it today, class? What day is it today, class? Trong phần hướng dẫn cách nói, cô đã chỉ cho chúng ta phần phải nối âm là is it. Đúng chưa nào? Và những từ cần phải nhấn đó là day, today, class. Đúng chưa? What day is it today, class? What day is it today, class? Các em nào? Ok. Câu trả lời. It's Monday. It's Monday. It's Monday. Các em nhớ nhấn trọng âm cho từ mon cao lên nhá. It's Monday. Được chưa nào? Rất dễ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần C. C. Very good. Very good. Very good. Các em chú ý phần good có âm d d ở cuối nhé. Very good. Được chưa nào các em? Rồi, câu tiếp theo của chúng ta nào. And what do we have on Mondays? And what do we have on Mondays? Mondays âm z ở cuối các em nhé. Đừng quên đấy. And what do we have on Mondays? Những từ cần nhấn. What have Mondays? Đúng chưa nào? And what do we have on Mondays? Các em nào? Rồi, câu trả lời của chúng ta. We have English. We have English. Đúng chưa nào? Nhớ âm sh ở cuối của từ English các em nhé. We have English. Các em nào? Rất tốt. Đến phần D nào. D. And when is the next English class? And when is the next English class? Các từ cần nhấn mạnh là gì các em nhỉ? When, next, English. Đúng chưa nào? And when is the next English class? And when is the next English class? Các em nào? Ok. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. Các em nào? Rồi. No, it
It's on Tuesday. No, it's on Tuesday. No, it's on Tuesday. Các em nhớ nối âm cho cô nhé. Son, đúng không? It's on Tuesday. Tuesday. Các em nào? Rồi, và câu cuối cùng của chúng ta. That's right, Mai. It's on Tuesday. That's right, Mai. It's on Tuesday. That's right. Đừng quên âm t, em nhá. That's right, Mai. It's on Tuesday. Nối âm này. It's on Tuesday. Em nào? Rất tốt. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần số 1 ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần số 2 nhé. 2. Point and say. Chỉ và nói. Trong phần chỉ và nói, chúng ta sẽ luyện tập mẫu câu What day is it today? What day is it today? Để hỏi về thứ trong tuần, được không các em? Hôm nay là thứ mấy? Và để trả lời cho các thứ đó thì chúng ta sẽ trả lời bằng it's cộng với các thứ, được không các em? Đó. Và tất cả chúng ta có 7 thứ ở trong tuần, đúng không nào? Từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Tương ứng với các thứ ở đây các em nhé. Đó, thứ 2 này, thứ 3 này, thứ 4 này, thứ 5 này, thứ 6 này, thứ 7 này, chủ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học cách để xem phát âm của những từ này như thế nào đã. Được chưa? Sau khi mình học phát âm xong thì mình sẽ ghép vào các câu hỏi để trả lời. Các em đã sẵn sàng để lắng nghe cách đọc của những từ ở đây chưa? Cô sẽ mở phần nghe của chúng ta lên nhé. What day is it today? It's Monday. A. Monday. B. Tuesday. C. Wednesday. D. Thursday. E. Friday. F. Saturday. G. Sunday. Được chưa các em? Các em có hình dung được cách đọc không? À, các em nhìn nhé. Từ này có hai âm tiết. Hai âm tiết. Và mình đọc nó là Monday. Monday. M A N Monday. Monday. Đọc trọng âm cái từ man cao lên các em nhé. Monday. Monday. Từ thứ hai của chúng ta đọc là Tuesday. Có âm Z ở giữa các em nhé. Tuesday. Tuesday. Cũng trọng âm rơi vào từ thứ nhất nên chúng ta sẽ đọc cao hơn ở từ đó và xuống giọng ở dưới, đúng không nào? Tuesday. 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 Được chưa nào? Tuesday. 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 Thứ tư của chúng ta nào? Thứ tư của chúng ta nhìn thì có 3 chữ, đúng không em? Các em nhìn này. À, cô hay thấy các bạn đọc là Wednesday. Nhưng mà chúng ta không đánh bằng tiếng Việt như vậy các em nhé. Mà chúng ta phải đọc nó là Wednesday. 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 Và trọng âm cũng rơi vào từ đầu tiên cho nên chúng ta cũng sẽ đọc xuống như vậy. Như các từ kia nhé. Wednesday. 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 Được chưa nào? Thế còn thứ năm của chúng ta có hai âm tiết, đó là Thursday. 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 Các em nhớ nhé. À, cái âm này để đọc được thì chúng ta nhớ đặt lưỡi giữa hai hàm răng, tức là thè lưỡi ra ấy, xong sau đó là đẩy hơi ra, giống như kiểu trong từ thank you ấy các em. Thank you cũng đẩy hơi và thè lưỡi, đúng không nào? À, ở đây chúng ta cũng thè lưỡi ra như vậy và đọc là Thursday. Thursday. Được chưa? Thursday. Thursday. Được chưa nào? Thế còn từ này, à, chúng ta có từ này cũng có hai âm tiết, đó là Friday. Friday. Từ này dễ đọc, đúng không nào? Trọng âm cũng rơi vào từ đầu tiên. Friday. Friday. Tiếp này,
Âm này thì có ba âm tiết em nhé. Saturday, 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 Saturday. Trọng âm cao lên là đỡ âm tiết đầu và đi xuống dưới dần. Saturday, Saturday. Được chưa nào? Saturday, Saturday, thứ bảy. Và còn ngày chủ nhật của chúng ta có hai âm tiết. Sunday, Sunday, Sunday. Các em chú ý đọc có âm tiết, có trọng âm của từ để tạo thành ngữ điệu cho từ nhé. Sunday, Sunday. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ cùng hỏi đúng không? What day is it today? What day is it today? It's Tuesday. What day is it today? It's Wednesday. What day is it today? It's Thursday. What day is it today? It's Friday. What day is it today? It's Saturday. What day is it today? It's Sunday. Được chưa? Đó, các em sẽ tự luyện tập cùng các bạn. Các em ơi, chúng ta cùng nhau chuyển sang phần số 3. Listen and tick. Nghe và đánh dấu tích. Trong phần này, chúng ta có 3 câu hỏi. Và mỗi câu hỏi thì lại có 3 đáp án để lựa chọn. Nhiệm vụ của chúng ta đó là nghe xem người ta đang nhắc đến thứ mấy. Như ở trong đây, đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng ôn lại xem các thứ được nhắc đến ở đây là gì. Để lát nữa khi mà nghe đến từ đó thì chúng ta có thể chọn được ngay đáp án, đúng không các em? Nào. Question 1. A. Monday. B. Thursday. C. Tuesday. Question 2. A. Tuesday. B. Thursday. C. Friday. Question 3. A. Saturday. B. Friday. C. Wednesday. Vậy bây giờ mình cùng lắng nghe từng câu các em nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Thursday. Và thầy có nói là It's time for English class. Đến giờ học tiếng Anh rồi, đúng không nào? Còn câu số 2 của chúng ta nào? 2. What day is it today, Nam? It's Tuesday. So we have English today, right? Các em nghe được không? It's Tuesday. So we have English today, right? We have English today, right? Hôm nay chúng ta có tiếng Anh phải không? Yes, that's right. Yes, that's right. Đúng chưa? Đúng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu số 3 nhé. 3. It's Tuesday. We have English today. No, it isn't Tuesday. It's Wednesday. It's Wednesday, đúng chưa? Đấy. Bạn ấy nói là it's Tuesday, nhưng một bạn nói lại là no, không phải là Tuesday mà là it's Wednesday, đúng chưa nào? We don't have English today. We don't have English today. Don't have English today. Hôm nay chúng ta không có tiếng Anh, đúng không nào? Đó là câu số 3 của chúng ta. Các em nghe được chứ? Đó. Thì chúng ta đã kết thúc phần số 3 rồi. Bây giờ mình cùng nhau chuyển sang bài số 4 nhé. 4. Look and write. Nhìn và viết. Các em cùng nhìn bảng ở đây. Đó là một cái thời khóa biểu đúng không các em? Và có Nam's activities. Tức là các hoạt động của Nam. Các hoạt động mà Nam làm. Và chúng ta có các thứ
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Cùng các hoạt động đi kèm ở bên dưới. Các em nhìn thấy không? Chúng ta sẽ xem các hoạt động này là gì đã nhé. Go to the zoo. Đi sở thú. Play football. Chơi đá bóng. Watch TV. Xem TV. Listen to music. Nghe nhạc. Go swimming. Đi bơi. Play the piano. Chơi đàn piano. Visit my grandparents. Đi thăm ông bà. Và bây giờ chúng ta sẽ xem các hoạt động đó trùng với các ngày nào các em nhé. 1. Today is I play football today. Các em xem play football ở đâu nhỉ? À đây đúng không nào? Đây chính là Monday. Đúng rồi, vậy mình sẽ điền vào đây là today is Monday. Today is Monday, okay? 2. Today is I watch TV today. Watch TV. Nên đây sẽ là today is Tuesday. Đúng không nào? Vậy mình sẽ điền vào đây là Tuesday. Đó. 3. Today is I visit my grandparents today. Visit my grandparents. Vậy là thứ mấy các em? À, chính là Saturday. Vậy mình sẽ điền vào đây Saturday. Được chưa nào? 4. Today is gì đó? I go to the zoo today. Go to the zoo. À, đó chính là Sunday. Sunday. Okay. Vậy mình sẽ cùng nhau đọc lại các câu này một lượt nhé. Today is Monday. I play football today. Các em chú ý cho cô từ này không đọc là play nhé. Chúng ta đọc nó là play. A. Play. Football. Football. Today. Chúng ta không đọc từ này là today các em nhé. Không đọc là today đâu, mà đọc là today. Today. Today các em ạ. Today. Today. Được chưa nào? Today is Tuesday. I watch TV today. Các em chú ý cho cô từ watch. Mình có âm ch ở cuối các em nhé. Đọc mạnh lên. I watch TV today. 3. Today is Saturday. I visit my grandparents today. 4. Today is Sunday. I go to the zoo today. Được chưa nào? Mình đã kết thúc phần số 4 rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần số 5 nhé. 5. Let's sing. Cùng nhau hát đúng không các em? We have English today. Chúng ta học tiếng Anh ngày hôm nay. What day is it today? It's Monday. Câu này rất quen thuộc đúng không nào? Ở phần đầu bài chúng ta đã được học rồi. We have English today. Câu này chúng ta nối âm nhé. We have English today. Do you have English on Wednesdays? No, we have English on Tuesday, Thursdays and Fridays. Bạn có học tiếng Anh vào ngày thứ tư không? Không, chúng tớ học tiếng Anh vào thứ ba, thứ năm và thứ sáu. What day is it today? It's Wednesday. We have English today. Do you have English on Thursdays? No, we have English on Mondays, Wednesdays and Fridays. À, bài bên này thì hơi khác một chút. Đó là hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ tư. Chúng ta có tiếng Anh vào thứ tư. Bạn có tiếng Anh vào thứ năm không? Không, chúng tớ có tiếng Anh vào thứ hai,
thứ tư và thứ sáu. Được chưa nào? Bây giờ mình cùng nghe hát nhé. T5. Let's sing. We have English today. What day is it today? It's Monday. We have English today. Do you have English on Wednesdays? No! We have English on Tuesdays, Thursdays, and Fridays. What day is it today? It's Wednesday. We have English today. Do you have English on Thursdays? No! We have English on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Như vậy là xong bài hát rồi đấy các em. Và phần số 5 cũng là phần kết thúc lesson 1 của chúng ta. Hẹn gặp lại các em ở phần lesson 2 nhé.